Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, nằm trong chuỗi các hoạt động của kế hoạch số 99 CKHSGDVT ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang về việc tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2022. Giáo viên trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã đăng ký tham gia nhiều môn thi đấu, kể cả nam và nữ, như cầu lông, bóng chuyền. Và sau đây là video mà chúng tôi ghi nhận được về trận thi đấu bóng chuyền nam giáo viên giữa trường Trung học Phổ thông Vị Thanh và trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thank you.
7 chứ giờ 8 mấy tiếng rồi. Mới ra ngoài, Đầy lại không? Đánh gì cũng đánh. Không có lỗ mà. Trời ơi! Ai vậy? Đó ai mới đánh vậy? Hết đường đi nè, thấy không?
ngoài rồi. Thank you.
đang còn thì lại tay lại lên là đang dẫn điểm ngoài luôn á. Hết đi. Ngoài không? Ngoài không? Đâu ngoài luôn rồi, ngoài luôn rồi. Ở nào cũng đập đi mà cắn đi. Ba điểm tới ơi. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. You